Chào các bạn. Chúng ta tiếp tục với bài tiếp theo, cách cầm sáo. Đây là cây sáo đô 6 lỗ. Trên cây sáo này, hệ thống nô bấm chúng ta sử dụng là 6 lỗ. Lỗ định âm tạm thời chúng ta chưa nhắc đến. Vậy bây giờ tôi hướng dẫn các bạn điều khiển ngón tay của chúng ta trên 6 lỗ bấm này. Thì đầu tiên chúng ta làm là phải cầm được sáo. Vậy bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cầm sáo. Tay trái, các bạn quan sát, tôi đặt như sau. Đây là vị trí đốt đầu tiên của ngón trỏ, chúng ta đặt phía trên cái lỗ này, đặt đúng như thế này. Tiếp theo đến ngón cái, chúng ta đặt vào vị trí phía dưới lỗ thứ hai. Tiếp theo ngón út, chúng ta đặt vào vị trí như thế này. Chúng ta hãy quan sát và làm theo từng bước. Đây là tay trái, tôi bỏ ra làm lại. Ngón cái đốt một ngón trỏ, ngón út. Bước đầu tiên chúng ta cứ cầm như thế này đã. Chưa cầm sáo bao giờ chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy ngượng. Các bạn hãy cứ cầm như thế này. Được rồi, khi các bạn cầm đã tương đối quen, chúng ta hãy áp các ngón này xuống các cái lỗ. Đấy, áp xuống làm sao cho hợp lý là được. Bước đầu các bạn vẫn sẽ cảm thấy ngượng, nhưng hãy cố gắng. Đó là tay trái. Chú ý, các ngón như này tương đối thẳng, các góc này tương đối vuông. Tay phải đơn giản hơn, các ngón này chúng ta đặt lên đây lần lượt. Chúng ta đặt thẳng, không phải cắm vào như thế này, không phải cong queo thế này, mà thẳng. Không nhất thiết là vị trí nỗ chúng ta bấm phải ở đầu ngón, mà chỉ cần ở vị trí tương đối, làm sao để các ngón tay bịt kín lỗ là được. Ngón cái chúng ta đặt phía dưới thế này. Đây là cách cầm. Các bạn quan sát kỹ. Các bạn hãy cứ tập từ từ. Sau này trong quá trình học thổi, chúng ta sẽ được bổ trợ các bài học để cầm sáo chính xác hơn. Vâng, chào các bạn.